Miệt thứ hôm nay, đời sống Vĩnh Thuận, check-in Vĩnh Thuận những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vĩnh Thuận là một huyện nằm ở phía đông nam thuộc tỉnh Kiên Giang. Từ thứ 11 đi qua Vĩnh Thuận thì tầm 42 km và chúng ta sẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe hơi. Và ngày hôm nay, Miệt thứ sẽ cập nhật thông tin về đời sống Vĩnh Thuận trong những ngày giãn cách xã hội vừa qua. Và những hình ảnh mà các bạn đang xem là những phần nhu yếu phẩm cần thiết gồm rau, củ quả và hàng hóa thiết yếu được phân phát hỗ trợ cho bà con tại các vùng cách ly y tế trên địa bàn ngày 22 tháng 7. Và theo thông tin cập nhật của Miệt thứ từ trang thông tin của huyện đoàn huyện Vĩnh Thuận thì tính đến ngày 23 tháng 7, huyện Vĩnh Thuận đã thiết lập 2 khu cách ly y tế và toàn huyện có 11 khu cách ly tập trung. Trong thời gian từ ngày 18 tháng 7 đến nay, các đội tình nguyện viên đã hỗ trợ hàng trăm lượt người dân mua các nhu yếu phẩm thiết yếu và thực phẩm hàng ngày, vận động người dân và tiến hành thu gom vận chuyển trên 80 lượt hàng hóa thiết yếu là thực phẩm tươi sống như rau, củ quả, thịt cá đến các bếp ăn từ thiện tại trung tâm y tế huyện, câu lạc bộ Trái tim yêu thương, đội tình nguyện từ thiện Từ Tâm và trạm y tế xã Đông Phong. Được biết, định kỳ vào lúc 10 giờ sáng và 16 giờ hàng ngày, đội tình nguyện sẽ tiến hành hỗ trợ vận chuyển cung cấp các suất ăn miễn phí đến người dân tại các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện, góp phần giải quyết một phần khó khăn cho người dân trong thời gian cách ly tập trung, cùng chung tay hạn chế sự lây lan và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn huyện Vĩnh Thuận, thì theo báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày hôm nay, tính từ 31 tháng 5 đến 6 giờ sáng ngày 26 tháng 7, tức ngày hôm nay, huyện Vĩnh Thuận có tổng số ca mắc là 28 ca. Trong đó, ổ dịch tại ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, phát hiện từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 có 18 ca. Ổ dịch tại vựa trái cây ở huyện Vĩnh Thuận phát hiện từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 có 13 ca. Và cũng trong ngày hôm nay, 26 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, cụ thể như sau. Toàn bộ các hộ từ tổ 1 cộng Bà Đầm giáp ranh với ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, khu phố Vĩnh Đông 1 đến tổ 8 sân bóng đá Trần Ngọc, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Thời gian thiết lập là từ 15 giờ 0 phút ngày 26 tháng 7 đến 15 giờ 0 phút ngày 9 tháng 8 năm 2021. Và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vĩnh Thuận cũng đã ra thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Cụ thể, tất cả những người đã đến cây xăng Nam Dương, khu phố Vĩnh Đông 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang từ ngày 3 tháng 7, 2021 đến ngày 26 tháng 7, 2021, hãy liên hệ ngay các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế, tư vấn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định nhằm đảm bảo sức khỏe cho gia đình và mọi người. Và tiếp theo là những hình ảnh hoạt động của xã đoàn Vĩnh Thuận mà Miệt thứ đã cập nhật được. Xã đoàn Vĩnh Thuận là một trong những đơn vị có công tác truyền thông tích cực và hiệu quả bậc nhất tại huyện Vĩnh Thuận trên phương diện truyền thông xã hội Facebook. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 7, đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Thuận đã tiến hành thu gom cá, rau, củ quả cung cấp cho các bếp ăn từ thiện trên địa bàn huyện. Những suất cơm nghĩa tình này sẽ được cung cấp cho các cá nhân, hộ gia đình khó khăn đang trong các cơ sở cách ly tập trung, vùng cách ly y tế. Hoạt động này được đội hình tiếp tế thực phẩm thực hiện mỗi ngày, thu gom trước 17 giờ hàng ngày và duy trì từ ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đến nay. Bên cạnh đó, công tác trực chốt kiểm soát, tuyên truyền chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã được xã đoàn Vĩnh Thuận tích cực thực hiện trên địa bàn xã một cách sâu rộng và hiệu quả. Ở phần cuối của video ngày hôm nay là một ca khúc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được viết riêng dành cho bà con huyện Vĩnh Thuận đã được chia sẻ bởi Facebooker Nguyễn Hoàng Huynh. Và Miệt thứ xin chúc bà con huyện Vĩnh Thuận có thật nhiều sức khỏe và vững tin chống dịch COVID. Dịch thần của tôi hãy cố lên, thiên nhiên của tôi hãy cố lên, yêu cầu thực hiện đối với 5K khi phòng Covid mà chớ quên. Sẽ sớm thôi người dân của ta đi đứng trở lại như ngày nào, như trước mắt mọi người nghe theo chính phủ ban hành chỉ thị 16. Không ra đường, không nhậu nhẹt, không tụ tập bằng chuyện người ta, hạn chế tối thiểu khi đi mua đồ, nếu không cần thiết thì nên ở nhà. Rủi ro phát sinh dịch bệnh có thể lây lan cho cộng đồng, vừa chung tay cùng nhau góp sức đánh lùi Covid ta phòng chống. Là người con của đất miền Tây, nơi Vĩnh Thuận mang bao yên bình,
Vĩnh Phong thị trấn, Vĩnh Bình Nam ta một lòng, Phong Đông Tân Thuận, Vĩnh Bình Bắc ta cùng chống. Bình minh xa xôi cố gắng bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Một lần nữa là mình sẽ thắng, lần này đại thắng nơi đâu cho xa. Cố lên nhé người thân của tôi, cố lên nhé người quen của tôi, cố lên nhé người dân ở đây, cố lên nhé dịch bệnh sẽ qua ngay. Cố lên nhé các anh dân phòng, cố lên nhé các y bác sĩ, cố lên nhé toàn dân đồng lòng kệ miệng đòi những người khác kỹ. Cố lên nhé các anh dân phòng, cố lên nhé các y bác sĩ, cố lên nhé toàn dân đồng lòng kệ miệng đòi những người khác kỹ. Cố lên nhé các anh dân phòng, cố lên nhé các y bác sĩ, cố lên nhé toàn dân đồng lòng kệ miệng đòi những người khác kỹ. Tiếp theo đây là một chút niềm tin và hy vọng gửi đến Sài Gòn năm 2021 trước dịch bệnh SARS-CoV-2. Cùng dòng máu đỏ con người Việt Nam ngẩng cao đầu mà sống, khi nghe với việc mình làm đến khi hoạn nạn thì mình cùng chống. Dịp đặt đang hướng về đâu, hướng về thành phố, mọi người chung tay dắt cho qua hoạn nạn một mục đích tinh đàn cố. Giai đoạn một ta đã vượt qua khiến cả thế giới phải trầm trồ, giai đoạn hai cách ly xã hội đâu cần làm gì phải hầm hố, giai đoạn ba tôi mong mọi người cứ y như vậy mà phát triển, đánh lừa Covid mang số hiệu may và không có ai bị phát hiện. Cho họ thấy chúng ta là ai, là con người Việt Nam, chống Mỹ chống Pháp còn chả ăn thua Covid còn tao đâu ngán. Cho họ thấy chúng ta là ai, là con người Việt Nam, để lừa Covid và bọn ác ý, bởi vì chúng ta là người Việt.